guys, it's me, I'm Thanh from Ama English and nice to meet you again. Xin chào tất cả mọi người, mình là Thanh đến từ Ama English và rất vui được gặp lại các bạn trong video clip này. Nếu các bạn muốn biết tại sao mình hay thường bị phát âm sai và cách khắc phục những cái lỗi sai đấy như thế nào thì các bạn hãy xem tiếp video clip cùng với Thanh nhé. Thứ nhất đó là việc đồng hóa âm. Đây là một lỗi sai điển hình của người Việt khi mà học tiếng Anh. Bởi vì tiếng Việt và tiếng Anh là hai ngôn ngữ sử dụng chữ Latin. Đây cũng chính là một ưu điểm và cũng chính là một nhược điểm trong của người Việt khi mà mình học tiếng Anh. Ưu điểm là gì ạ? Ưu điểm là bởi vì cả hai ngôn ngữ này đều sử dụng chữ Latin, thế nên là cách viết tiếng Việt và tiếng Anh khá là giống nhau. Không giống như người Hàn, người Nhật, người Trung, bởi vì họ sử dụng chữ tượng hình, thế nên là trong quá trình mà viết cái ngôn ngữ là tiếng Anh thì rất là khó khăn. Còn nhược điểm chính là các âm ở trong tiếng Việt sẽ không hoàn toàn giống như các âm ở trong tiếng Anh. Tuy nhiên, người Việt thường có xu hướng là mình sẽ đồng hóa một số âm trong tiếng Việt sang âm trong tiếng Anh. Bây giờ Thanh sẽ giới thiệu cho mọi người một số âm mà người Việt hay đồng hóa sang tiếng Anh. Đầu tiên, đó là trong tiếng Anh mình sẽ có âm y dài và âm y ngắn. Tuy nhiên thì trong tiếng Việt mình chỉ có một âm y duy nhất. Thế nên là người Việt sẽ có xu hướng là đồng hóa âm y và âm i sang âm i ở trong tiếng Việt. Thanh lấy ví dụ, mình có từ ship và ship. Người Việt hay đọc hai cái từ này nó giống nhau, đó là ship và ship. Tuy nhiên hai cái từ này hoàn toàn khác nhau. Ok, e ở đây là dấu hiệu của âm i dài. Tiếp theo mình có từ been và been. Ea ở đây là dấu hiệu của âm i dài. Yes, been và been. Tiếp nữa là mình có từ trip và trip. Ea ở đây cũng là dấu hiệu của âm y dài, trip và trip. Mọi người đọc lại cùng với Thanh nhé. Ship, ship. Been, been. Trip, trip. Sau khi học xong thì Thanh hy vọng mọi người sẽ đọc đúng những cái âm này nhé. Tiếp đến, người Việt cũng có xu hướng đồng hóa âm O, O hoặc là O sang âm O ở trong tiếng Việt. Cái từ này mình sẽ đọc là kilo chứ không phải là kilo. Từ này mình đọc là most chứ không phải là most. Và tiếp theo mình đọc là call chứ không phải là call. Yes. Mọi người đọc theo Thanh nhé. Kilo, most, call. Good job. Hay như âm A, người Việt hay đồng hóa thành âm E ở trong tiếng Việt. Ví dụ mình có từ make không phải là make. Ví dụ cake không phải là cake. Hay là game không phải là game. Mọi người nhắc lại theo Thanh nhé. Yes. Make, make. Cake, cake. Game, game. Tiếp theo mọi người thường có xu hướng đồng hóa âm s và âm sh ở trong tiếng Anh thành âm s ở trong tiếng Việt. Mình có từ see hay là she là hai từ hoàn toàn khác nhau. Hai cái từ âm e và âm a được đồng hóa thành âm e ở trong tiếng Việt. Mình có từ bed và từ best. Hay là âm f và âm v ở trong tiếng Anh thường được mọi người đồng hóa thành âm thờ và âm giờ ở trong tiếng Việt. Ví dụ từ này mình đọc là this chứ không phải là zip. Hay từ này mình đọc là thank chứ không phải là thanh. Lỗi thứ hai đó là việc thiếu trọng âm. Tiếng Anh là ngôn ngữ đa âm tiết, còn tiếng Việt là ngôn ngữ đơn âm tiết. Chính vì vậy, để thể hiện ngữ nghĩa một cách chính xác nhất thì tiếng Việt mình có các cái dấu như dấu huyền, dấu nặng, dấu sắc, vân vân. Còn đối với tiếng Anh thì thay vì dấu mình sẽ sử dụng cái kỹ thuật đó là nhấn trọng âm để thể hiện ngữ nghĩa của cái từ đó. Thách lấy ví dụ từ present. Nếu mà mình sẽ nhấn trọng âm vào âm tiết thứ nhất, present, thì nó có nghĩa là món quà. Tuy nhiên, nếu mà nhấn trọng âm vào âm tiết thứ hai thì nó có nghĩa là thuyết trình và mình đọc là present. Present. Repeat after me. Present, present và present, present. Lỗi thứ ba đó là ending sound. Ending sound hay còn được gọi là âm cuối. Thì cái lỗi này đó là một lỗi cũng khá là điển hình của người Việt và có rất rất nhiều các bạn phát âm thừa cũng như là phát âm thiếu ending sound luôn. Bởi vì sao ạ? Thứ nhất đó là các bạn khi các bạn tưởng tượng đi, khi các bạn bảo một người Tây người ta phát âm cái từ chết mất ở trong tiếng Việt thì người ta thường phát âm thế nào nhỉ? Có phải họ thường phát âm là chết mất đúng không nào?
Yes, đúng rồi, chính là bởi vì theo thói quen của người Việt, bởi vì trong ngôn ngữ tiếng Việt mình sẽ không có ending sound, dẫn đến là trong cái việc mình phát âm tiếng Anh, mình cũng bỏ qua cái phần ending sound mất rồi. Thanh thử lấy ví dụ nhé, người Việt thường có phát âm những từ này, my, 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 là giống nhau. Tuy nhiên, cách phát âm đúng là chính xác là như thế nào, mình phải chú ý đến cái phần ending sound của các cái từ này. Ví dụ ở đây mình đọc là my, tiếp theo mình đọc là mine, might, mal, mice. Mọi người lưu ý, cái phần ending sound sẽ quyết định rõ cái ngữ nghĩa hoặc là cái ý nghĩa của cái từ đấy như thế nào. Mọi người cùng nhắc lại thầy Thanh nhé. My, mine, might, mal, mice. Lỗi thứ tư đó là đặt âm không đúng chỗ. Tại sao Thanh lại nói như thế? Bởi vì trong những trường hợp mà Thanh gặp, các bạn có nói tiếng Anh rất là trôi chảy và tự nhiên. Tuy nhiên, Thanh có thấy một cái đặc điểm, đó là các bạn hay phát âm âm gió rất là nhiều, đặc biệt là âm s. Đặc biệt là những cái từ ending sound, cái từ cuối từ, thường các bạn thấy xuất hiện ở đâu âm s là các bạn phát âm là s. Thế nhưng có một cái sự thật mà không phải ai cũng biết, đó là 80% cái ending sound âm s được phát âm là z chứ không phải là s. Ok, tại sao Thanh nói như thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua một số các cái ví dụ để chúng ta hiểu hơn nhé. Ở đây Thanh có 3 ví dụ cho mọi người. Ví dụ thứ nhất, it starts raining. Thì cái âm s ở đây mình sẽ được phát âm là s, không được phát âm là z nhé. Ok, it starts raining. Trường hợp thứ hai, I have some candies. Lưu ý cái trường hợp thứ hai này, cái từ candies thì cái âm s ở đây mình sẽ được phát âm là z. Ok, I have some candies. Trường hợp thứ ba, who's my friends. Who's, cái âm s ở đây mình sẽ được là viết tắt của âm is. Thế nên cái âm s mình sẽ được phát âm là z. Who's my friends. Who's my friend. Yes, repeat after me. It starts raining. I have some candies. Who's my friends? Who's my friends? Lỗi thứ năm đó là không nối âm. Đối với tiếng Việt thì việc nối âm rất là ít. Tuy nhiên đối với tiếng Anh thì việc người Anh sử dụng trong quá trình giao tiếp, người Anh nối âm rất là nhiều. Chính vì vậy khi chúng ta học phát âm hay cũng như là giao tiếp bằng tiếng Anh thì chúng ta cũng phải tập dần về cái thói quen nối âm của họ. Bởi khi mà chúng ta đã quen với việc nối âm thì khi mà người nước ngoài nói chúng ta sẽ dễ dàng nghe hơn. Và khi mà mình giao tiếp, mình nói chuyện với người nước ngoài, mình cũng cảm thấy là tự tin và nói một cách trôi chảy hơn. Yes, thay vì mình nói là come on thì mình sẽ nối là come on, come on, right? Yes, âm e cuối từ là âm câm, cho nên mình sẽ nối âm m với âm o là come on, come on. Yes, thay vì mình nói là I like it, mình sẽ còn nối là I like it, I like it, I like it. Yes, tương tự câu trên thì âm e cuối từ là âm câm, I like it. Yes, I love you thì mình sẽ nối là I love you, I love you. Lỗi thứ 6 đó là thiếu nhịp điệu ngữ điệu khi nói. Trong giao tiếp thì ngôn ngữ đơn lẻ, các từ đơn lẻ chỉ chiếm khoảng 30% ý nghĩa của câu nói đó. Còn 70% còn lại là phụ thuộc vào ngữ điệu và nhịp điệu của các bạn khi trong quá trình giao tiếp. Tiếng Việt là ngôn ngữ monotones, tức là ngôn ngữ đều đều. Mình khi mình nói mình sẽ không lên xuống. Ví dụ khi Thanh nói là tôi đang học tiếng Anh. Yes. Còn đối với tiếng Anh, nó là ngôn ngữ musical language, tức là một ngôn ngữ mang cái tính nhạc ở trong đó. Rồi, và các bạn tưởng tượng đi, khi mà các bạn một người Anh, người ta nói câu là tôi đang học tiếng Anh, có phải là họ nói là tôi đang học tiếng Anh, đúng không ạ? Yes, đó chính là cái điểm khác biệt giữa tiếng Việt và tiếng Anh. Chính vì vậy, trong quá trình mình giao tiếp hay là học tiếng Anh, mình phải lưu ý cái phần ngữ điệu và nhịp điệu trong câu nói. Ví dụ câu này, mình không nói là I am studying English, mình không nói như vậy, và mình phải nói là I'm studying English, I'm studying English, I am studying English. Yes. Bây giờ chúng ta sẽ tổng hợp lại 6 lỗi mà người Việt hay mắc phải trong quá trình giao tiếp nhé. Đầu tiên đó là lỗi đồng hóa âm. Thứ hai đó là lỗi thiếu trọng âm. Thứ ba là ending sound
hay còn gọi là âm cuối. Thứ tư là đặt âm không đúng chỗ. Thứ năm là không nối âm. Và thứ sáu đó là thiếu ngữ điệu, nhịp điệu trong quá trình mình giao tiếp. Các bạn có muốn cải thiện những cái lỗi phát âm sai ở phía trên không? Yes. Thay vì chúng ta phải học từng từ rồi xem cách phát âm của từ đó như thế nào, làm sao để chúng ta không đọc thiếu âm hay đọc thừa âm, rồi tại sao âm S lại được đọc là S mà không phải là Z, không phải là IZ, đúng không ạ? Thì bây giờ Thanh sẽ đưa ra cho các bạn một số mẹo để các bạn có thể áp dụng ngay lập tức vào trong quá trình mình học nhé. Đầu tiên đó là cái lộ trình để chúng mình có thể phát âm một cách chính xác và chuẩn nhất và không phải học lại những cái từ đấy một lần nữa. Thứ nhất, chúng ta phải tách được số lượng âm đọc trong một từ. Phần này thì Thanh đã có video clip chia sẻ cho các bạn về cách tách số lượng âm đọc trong một từ rồi. Các bạn có thể xem lại trên kênh YouTube Alma English nhé. Thứ hai, đó là chúng ta phải biết cách đọc cũng như là dấu hiệu nhận biết của nguyên âm ở trong tiếng Anh. Thứ ba là chúng ta phải luyện tập và thực hành nó. Những cái dấu hiệu nhận biết của nguyên âm ở trong tiếng Anh thì Thanh có up một số video clip ở trên Alma English. Thì nếu mà các bạn mong muốn học, các bạn có thể lên trên YouTube search Alma English để cùng có thể luyện tập cùng với Thanh nhé. Công thức đã có, chỉ chờ các bạn bắt tay và hành động ngay lập tức thôi. Thanh dành tặng cho các bạn một câu quote khá là hay: action create change. Đó là gì ạ? Hành động tạo ra sự thay đổi. Nếu các bạn chỉ nghe thôi và các bạn không hành động, các bạn không bắt tay vào làm hay là học tiếng Anh thì các bạn sẽ cũng không có kết quả khác biệt. Dù các bạn là ai đi chăng nữa, và nếu các bạn gặp những cái lỗi phát âm sai ở phía trên thì video clip này là dành cho các bạn. Nếu các bạn thích video clip này thì hãy like và share hay subscribe video clip của Alma English để Thanh có thêm nhiều động lực để làm những video clip tiếp theo hữu ích hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.